Đấy, chủ đề đấy các con này, chủ đề của chúng ta là ngày hôm nay đây. Chủ đề hôm nay đây. Chào mọi người ơi. Chào mọi người. Ngài là những con ngài hoàn đủ tuổi level đấy, vẫn con ngài. Duy Thành và Ngọc Thúy, mời hai cháu đứng lên và mời quý vị cho một tràng pháo tay. Bây giờ xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho mọi nhà trai. Ok, hello, chào các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với channel Công Giáo Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Đấy, thì ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt nha các bạn. Đấy, một ngày là có thể nói là mặc dù là trời mưa, hiện tại là mưa gió rất là lớn. Đấy, trong vòng 3 ngày này là mưa liên tục luôn. Thì hồi sáng thì anh em mình cũng đi ở dưới bản về, là anh Thạch thì hiện tại là đang về đến nhà, đang có việc ở đến nhà, cho nên là ngày hôm nay cũng là bây giờ là 6 giờ tối đấy, còn 6 giờ chiều rồi là anh Thạch bận không đi được với mình. Đấy, thì hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Đấy, một ngày đặc biệt nhất từ được tới nay. Đấy, là một thành viên trong team Châu Phi ngày hôm nay là sẽ cái làm một cái lễ giảm ngộ, lễ ăn hỏi đấy, giống như lễ ăn hỏi đấy các bạn, gọi cái lễ giảm ngộ là để cho hai gia đình đi lại đã. Đấy là hiện tại là một cái thành viên tên Châu Phi, thì tí nữa mình sẽ quay cái thành viên đấy. Mà không biết mọi người có nhớ cái thành viên này nữa hay không, vì thành viên này là cũng rất là lâu rồi. Và em ấy từng đi về Quảng Ninh. Đấy là, nhưng hiện tại em ấy là công việc ở bố mẹ của em ấy bên này là cũng rất là bận rộn, cho nên em ấy đã trở về đấy cùng bố mẹ và làm việc. Thì ngày hôm nay là ngày vui, ngày hạnh phúc của em ấy. Đấy, mặc dù mới sinh năm là năm nay là 20 tuổi các bạn, sinh năm 2003. Hay đúng rồi, 2003. Là người vợ của em ấy là cũng ở miền Bắc. Đấy là ở tỉnh Bắc Giang. Đấy, là cũng sinh năm 2003, và ngày hôm nay sẽ ngày giảm ngộ trước. Sau lúc đó là hình như là cũng tính cưới, nhưng mà hình như là bên đường vợ là cũng sắp tới là cũng có một cái cưới nữa, cho nên là nhớ đi giảm ngộ là để cho hai gia đình đi lại và hai em đi lại đấy các bạn. Thì ngày hôm nay là rất là vui khi được mình cũng là bên kiểu là cùng anh em họ hàng, mình cũng đang gần đấy, cho nên hôm nay đi làm về được mời đi dự cái tiệc lễ giảm ngộ đấy. Thì bây giờ là anh em mình sẽ đi ra ngoài nhà trai được, nhưng mà đến nhà trai được. Đấy là một thành viên trong team Châu Phi, nếu bất mỹ cho mọi người xem, đấy là lần đầu tiên luôn, lần đầu tiên trong team Châu Phi là có một người là gọi là ăn hỏi giảm ngộ và sẽ cưới bên này. Đấy, thì bình thường trong team Châu Phi thì ai cũng có vợ cả rồi, thì chỉ còn Điệp về một số nữa thôi các bạn. Là bây giờ là em này là em đầu tiên. Đấy, mình sẽ bất mỹ từ từ để cho mọi người sẽ nha các bạn. Thì anh Thạch hôm nay đang bận việc, hôm nay là cuối tuần, là bên anh ấy bên giáo cũng có tổ chức cái lễ gì, anh Thạch không đi được, bận không đi được nha các bạn. Đấy, cho nên là hôm nay là mình cùng em cameraman sẽ đi. Đấy. Đây là tiệc ăn hỏi, tiệc giảm ngộ ấy, đầu tiên của một thành viên đã từng gia nhập team Châu Phi nha các bạn đấy. Một thành viên đã từng gia nhập team Châu Phi. Chắc hẳn tí nữa mình sẽ quay thì chắc hẳn để mọi người sẽ là đoán ra là thành viên nào đấy nha các bạn. À, bây giờ anh em mình sẽ đi ra ngoài hồ nhà trai đã, để tí nữa mới đến hồ nhà gái. Ok các bạn, đấy, hiện tại anh em mình đã đến đây đấy. Các bạn nhìn thấy là biết đấy đi. Hai cái xe này. Đấy, chuyên gia khoan giếng này. Chuyên gia khoan giếng đấy. Đấy, là anh Tuấn với anh Giang hay khoan giếng đấy các bạn. Đấy, hai cái xe này là chuyên đi khoan địa bản, hôm nay đi khoan địa bản. Đấy. Phura Sonda này. Đấy, nhà bản sắt thép các kiểu vật liệu xây dựng. Đấy, ông chủ của ông này các bạn. Đấy. Sắt thép này. Không hiểu. Sắt thép đây là ông tốn nhập gọi là bản vật liệu xây dựng các bạn, xi măng các thứ đây này, toàn bộ đấy là mới nổ đấy, là hai khoan giếng đây đấy. Đấy, chủ tập đoàn luôn, công ty là lớn luôn, nhà này đây. Trời, ông chủ đây này. Ông chủ đây các bạn, chào các bạn đây, ông chủ đây. Đấy là cái bộ này. Năm nay là mình là mấy tuổi chú ấy? 40. Mình có 40. Tâm tứ 40 mà chuẩn bị có cháu chứ còn đấy. Úi trời, 40 tuổi chuẩn bị có cháu nội. Hôm nay qua cái đó là lê của ta không? Lê của ta đi dầm ngò. À lê. Nhưng mà mình phải nói đúng không? À, để là hai gia đình đi lại đúng không? Đi lại. Tâm tứ mà con 20 tuổi rồi. Đấy, con 2003 đấy. Có châu nồi đấy các bạn, đấy lì dầm ngò đấy các bạn, không phải là lì ăn hỏi đâu, lì dầm ngò để cho hai bên đi lại đấy, coi
Bên này thì cũng có vậy thôi chứ không có được hơn đâu, không phải như Việt Nam là có các kiểu là họ trang trí đẹp hơn, nhưng bên này là chỉ có vậy thôi. Đấy. Hoa quả về là bánh kẹo, rượu, nước ngọt như vậy thôi. Di chuyển về lấy đồng đội này. 40 tuổi có cháu rồi. Khách ơi. Để bắt mỹ cho mọi người biết chứ bây giờ là thành viên trong team thứ nhất là lấy vợ bên này, cưới vợ bên này, không phải lấy vợ người Angola là người vợ người Việt Nam. Vợ là người người Bắc Giang đúng không? Người Bắc Giang. Người Bắc Giang. Đấy. Ông bà nội nó còn trẻ không các bạn, nó còn trẻ lắm. Bà nội thì một năm nay mà có 35 tuổi. Người bạn ơi. Chắc là các bạn biết bố mẹ Khánh rồi, cùng lên video mấy lần này. Đấy. Khánh thì cũng đã đi về Quảng Ninh là một vài lần rồi. Đâu rồi là năm 2000 mà vô hay năm 2020 à? 2021 chứ. Năm 2021 là cũng có đi về Quảng Ninh đâu 4 5 tháng. Nhưng mà đây công việc bận, công ty cần người nên về ở đấy là quản lý. Đấy, quản lý công ty lớn. Phải buôn bán nó còn. Nhà giống như sắp bắt đầu đúng không? Nhà ấy giống như sắp bắt đầu luôn. Đầy đủ hướng thiệu cái gì cả. Đây là toàn bộ lề ăn hỏi, đây là lề ăn hỏi của em Khánh nha các bạn. Quên, cứ nói đi nói lại quên. Lề dăm ngô, đấy lề dăm ngô của em Khánh. Đấy, mọi người chắc là cũng biết Khánh vì là Khánh đã lên video rất nhiều lần rồi. Từng là thành viên ở trong team Quang Linh. Đấy, nhưng bây giờ là do công việc gia đình là bận rộn. Đấy, không có người làm mà em phải về đây là giúp đỡ bố mẹ. Đấy, bây giờ là cũng lập gia đình, lấy vợ. Đấy. Cùng sau này là quốc tịch Angola luôn. Đấy, đầy đủ các bạn. Này tạp này. Lần đầu tiên mình sáng nay lần đầu tiên mình đi tham dự cái lễ dằm ngô đấy. Hoa quả bánh kẹo. Từng này thôi, từng này à? Đằng này như ở Việt Nam ta là nắm cái đúng không? Không có con lợn gì. Đằng này có con lợn quẻ, ta phải làm con lợn quẻ cho hoành tráng nhá. Ta là đại diện cho họ nhà trái mà. Đấy, tí nó sẽ đến đây là sẽ rất đông các bạn. Sẽ là đến nhà ngoài, đến nhà bên ngoài. Đấy, anh em mình chỉ đại diện cho họ bên nội thôi. Đấy, cùng đi theo để là chứng kiến cái lễ này chắc là cái mốc cười chung. Đấy, chứ là trước mặt là hai gia đình đi lại đúng không? Đấy, trước mặt là để hai gia đình đi lại rồi nha mọi người. Đấy, sau này cưới thì chắc phải sáng năm hoặc là như nào đấy thì cũng chưa biết. Đấy, nói chung là cứ đóng đính đó, đính đóng cột đó, đính đóng cột nó chắc đó. Đấy, các bạn chờ nhìn xem bà ngoài nha, bà ngoài năm nay mới có 35 tuổi, con trẻ, vẫn bà nội á, bà nội năm nay mới có 35 tuổi. Đấy, 7:10 là xuất phát các bạn, vì bên này là chủ yếu phải làm buổi tối thôi, vì buổi ngày là ai cũng bận đi làm việc hết, người thì bận đi làm cửa hàng này nọ, chủ yếu là tập trung vào cuối tuần, có thầy có coi ngày, coi bỏ ngày nào thì ngày, chứ bên này là chỉ có là cuối tuần, là hầu như ngày nào cũng kể cả Tết cũng vậy các bạn, Tết mùng 1, mùng 2, mùng 3 gì cũng là sắp vào cuối tuần hết. Đó là anh em mình tập kiểu là tập trung vào cuối tuần cả thôi. Đấy, cho nên là cũng thông cảm với là công việc cả mà. Đấy. Áo rơi xuống cái chứ nữa ơi. Ngài à? Chủ rể xuống đây. Xuống đi. Xuống làm chuẩn bị mà đi. Muộn rồi đây. Muộn rồi. Trời mày hôm nay là mưa gió nha bạn. Ngày hôm nay là mưa. Đấy. Ừ, mẹ chủ rể thế. Mày có 35 tuổi đấy các bạn này. Như diễn viên Hàn Quốc luôn. Giống Harry Won nhỉ? Phải nãy là 45 tuổi. Đâu, năm như có 45. Mới bắn 10 năm đây là mấy tuổi ấy? 39. 39, mình đoán là ấy mới có 39 tuổi. Nhìn này, vợ chồng ông lên anh ông nội, ba nội và đứng con rất trẻ nhá các bạn. Đây là mẹ của Khánh các bạn, chào mọi người cái đây, ghi chị. Chào mọi người nhá. Như ở diễn viên lên này, giống Harry Won này. Mưa còn giống Harry Won. Ui. À đúng rồi, ông nhảy lên nó sáng nghe. Không, hắn có tích. Mình mới á. Mình phải làm cái bà tích điên á. Cậu còn được á. Mình á. Đấy đấy. À. Đẹp quá đúng không? Chuẩn đấy đâu. Đáng là thiếu một con lợn nữa. Lợn quẻ về bệnh gì hết. Con lợn với lợn quẻ là ăn được. Thôi chứ mà, thôi ta về đi thôi. Là từng này thôi. Chủ đề ở đây, chủ đề đây. Ngài ấy. Thì chủ đề hiện tại đang ngài nhá các bạn. Đấy, rất là ngài. Hôm nay lần đầu tiên là được đi ăn cái buổi tiệc này nha các bạn. Tí nữa mình sẽ quay tiếp là cái diễn biến là lễ dằm ngô phóng tục của bên này chúng ta làm. Đấy là mới quay sự chuẩn bị thôi. Tí nữa sẽ đây nhân vật chính của chúng ta này thầy. Hey, à gắn đâu. Các bạn nhìn thấy quen không? Anh Lâm đây. Hello.
đấy là cầu chứ anh chứ cầu chứ lấy vợ mà chọn lại thôi đấy, là coi cái phỏng vấn đi tuần nghe anh ngồi đây ngồi đây ngồi chồng này em phỏng vấn anh chồng này anh ngồi chồng này em phỏng chồng này đây ngày đi con diện bao nhiêu lần những ngày người đi chồng này ngày đấy còn đây là anh Tuấn này chào mọi người đây chào mọi người đây là anh Tuấn là em của mẹ Khánh nha bạn gọi là cầu đấy nhưng mà chồng nhóm anh ấy sinh năm 89 đây chứ mà hiện tại vẫn đang còn một cô người yêu đấy cháu thì sinh năm 2003 cháu lấy vợ rồi làm sao làm thứ cháu đâu gì cầu ơi cầu giờ đi đấy tập đoàn này còn đấy đấy là tập đoàn của là đấy là trong công ty nha bạn trong công ty đấy công ty cả đấy đấy công ty đây là làm việc ở trong công ty này cả giữa anh Tuấn là cầu. Ok các bạn, đấy là con của anh Giang này. Đấy, con của anh Giang. Chào các bạn nhé. Một gương mặt rất thân quen luôn. Lấy vợ từ YouTube luôn. Đấy, nổi tiếng từ đây thiếu anh Tuấn là chứ lại được vợ thôi. Đấy, con nó là mấy tháng này anh? Được 3 tháng này rồi. Rồi, nhìn cháu người như chá luôn này. Đấy. Cũng có một thời gian cùng đi với công giáp phần dưỡng công giáp đó. Cũng là tìm vợ đến tú YouTube á. Chỉ đấy là tìm vợ đến YouTube. Đấy. Hôm nay là con 3 tháng đấy. Mau hay. Nhanh ngay. Người đó là hơn một năm rồi mới cưới đây năm mới đứt ra cối mất một năm tròn nó còn 3 tháng ui cũng nhanh nghề hay đi con diễn đi làm việc là có vợ chứ còn tiểu của Tuấn này đây đây nên cố gắng học hỏi thôi chứ em đi lại đây chào mọi người chào mọi người chào nói chứ không được ngay nói chào chứ không được ngay nói đi chào đi Ray ấy chào đi ừ thì Ray ấy ngài à ngài à ngài à ngài à chào đi ngoảnh mắt đấy chào đi ngoảnh mắt đấy chào ấy hả ngoảnh mắt đấy chào ấy người điên hỏi ơi em bé chào bạn đi em bé lưỡi thơm mùi cáo ấy tái to này, đây đây, lỗ tái to được thông minh, sau bữa sau là giao tháng thú vị, bông em bé các bạn đi, chào các bạn này, bông em bé này, bông em bé bữa sau bông em bé này, bông em bé này, hả, anh ta đi đây, đấy, cứ bên nồi đóng như này đi, bên nồi các bạn, sưởi bên nồi đầy bên nồi này, đầy đủ nhất các gọi là các lão tướng có hết, các lão tướng là có hết, đấy chủ đề đấy các bạn này, chủ đề của chúng ta là ngày hôm nay đây, rồi hôm nay, ui chào mọi người ơi chào mọi người ngài là những con ngài hoàn đủ tuổi lấy vợ đấy vẫn con ngài đây cảm nhận chuẩn bị khi lấy vợ như nào hả rún nghe đâu rún rún á cảm nhận cái lấy vợ rún đi giờ có trưởng thành nó có người yêu rồi có vợ đấy rún ấy mạnh mẽ lên nhé hôm nay đẹp trai mới vừa rồi mới đi công quang linh 400 tháng đấy đồng anh công anh em mình đấy bây giờ là về là quản lý cho bố mẹ đấy là lấy vợ đấy như gì như hôm nay những tưởng tả phải đời cao đấy anh ấy nghe ấy nói đấy cảm lấy vợ bao có thấy không có vui không có chứ đấy đấy hôm nay đi mấy thằng YouTube là cũng có vợ luôn đấy chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đấy các bạn đấy đi vi lại đi theo chủ đề con đi lại đi theo chủ đề đấy 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 là đoàn của bên nội các bạn đoàn bên nội là chuẩn bị đi này ấy đại diện cho những người chưa có vợ vẫn nghe được cái đâu những người chưa có vợ lớp bé được cái đây đó Khánh đi đâu đi thật sát đây sáng này đi gần gần đây chủ đề này chủ đề hôm nay đỉnh nhỉ anh đại diện cho những người chưa có vợ lớp bé trả cho các bạn bây giờ là sẽ lên đường đi đến nhà bên ngoài nha mọi người đấy vamos đi đi không mùa mưa mấy ngày hôm nay là mưa liên tục chứ bạn mưa liên tục luôn đấy
Đây, tao lên đây này. Tao bên này. Đấy. Để chụp cái ảnh nghe chứ. Đây là các bạn này hiện tại là đang bước vào hôn trường. Đấy. Để làm lễ đây cô dâu chủ đề này. Đây. Cô dâu đây đừng ngay đây kia. Đi cái đừng cô dâu chủ đề đừng cười tới hay là che mặt như thế. Cái gì? À đừng có che mặt. Đừng như thế đừng. Bên này là như vậy đấy các bạn, thủ tục là cũng gọi là đến sớm vì xa quê mà, như vậy thôi. Đấy, có giáo chủ đề đứng lên đây, đúng không? Giới thiệu với cả nhà hôm nay có mặt ở đây, ông Duy Thành và Ngọc Thúy, mời hai cháu đứng lên. Và mời quý vị cho một tràng pháo tay. Bây giờ xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho mọi nhà trai và đại diện cho gia đình nhà cháu Duy Khánh lên phát biểu. Vâng, xin mời. Cắt cù đứng ngay. Hiện tại là đang có chức lễ nha mọi người. Gửi đây. Đấy. Cô dâu và chú rể này. Đấy. Cô dâu và chú rể này. Đấy xài. Chuẩn luôn này. Đấy. Đấy, cô dâu chú rể này. Đấy. Chặt tay đây không cười đâu. Đấy, đi chị. Tự nhiên lên. Tự nhiên đến Hà Nội ấy. Khánh đừng như Yên Thành đâu.
Đấy, cô giáo nhìn đây này, cô giáo nhìn đây đấy. Đứng ra đây, chuẩn ra đây. Đây là đại diện bên nồi này. Toàn thanh niên trái tráng này này, đại diện bên nồi này. Đồ ăn đây, đồ ăn Việt Nam này. Đồ ăn Việt Nam này, người xuyên, chuẩn chưa? Xúc động nên là cũng hai bên gia đình cũng không nói gì, bây giờ là bắt đầu ngồi vòng bóng này. Đấy, bóng thì cũng có đầy đủ rồi, tinh tố mà bạn. Đấy, cũng là đầy đủ hết những cái món ăn của Việt Nam. Khách mời đấy, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, ui. Thôi. Như bố mẹ trông cháu bố mẹ với chứ. Đi vào đây nha. Rồi. Đừng chạt vô, đừng chạt vô chị mấy ơi. Đúng rồi, đẹp rồi. Rồi. Đi vào đây nha. 1 2 3 cứ đi. Rồi, 1 2 3. Ok. Rồi. Bây giờ được. Bố mẹ chồng đừng phải chấp về đây một kiều. Nhịp ảnh giá đấy, Cương. Cương đây.
Vâng. Tương ơi, chụp ảnh anh. Đấy, đấy. Nhìn vào đây nhá, nhìn vào đây đây. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Chủ đề này, chủ đề này cười dí kiểu ơi. Sự ưng nhỉ. Rồi. Nhìn vào đây nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Ok. Đây, hình dáng này. Hình dáng này, cái đại diện nào bên nồi ngồi xuống đấy. Nhanh nhé. Cục cầu này ghi xỉa. Đấy bạn, xối này, hình quả tim đang hoang này. Đấy. Những nhà hàng luôn mà, các món đều là món của Việt Nam cả. Vivi, Vivi. Đã có ai chấp xem. Chấp chút này, nóng tay, nóng tay. Ê, đúng rồi. Đấy, đại diện quan viên hai hò này. Đấy, đại diện con viên hai hồ. Phóng viên thương trú này. Đấy, bây giờ là chuẩn bị đi vào buổi tiệc nha mọi người. Là mọi người mình ngồi nói chuyện sau. Đấy, những công việc tiếp theo là cười hỏi như nào. Không khí toàn bộ buổi tiệc. Đấy, bây giờ là chuẩn bị khai tiệc này, ghi sẻ. Mở bọc ra xem những cái món gì không? Thịt lợn quay à. Thịt lợn quay này. Đấy, tôm... Tôm hấp à. Tôm sống hấp à. Đấy, lan bồm này. Do đầy đủ cho bạn. Buổi tiệc là mang đậm phong cách của Việt Nam. Đấy. Mời tất cả mọi người trong buổi tiệc cùng vui cùng gia đình chúng tôi. Đấy, mình hạnh phúc cho hai em. Đấy. Ngày vui của hai em thì... Trên đây. Đấy. Ừ. Hôm nay chủ đề ơi. Đấy. Nét. Có bàn lóng hộp không? Qua chụp không? Qua chụp ảnh không? Đấy, những cái món ăn này. Đậm chất Việt Nam nha bạn. Nãy giờ mới quét rồi, hôm nay ăn con bọc này. Đây là bên bộ phận của bên nồi này. Bộ phận nấu ăn. Nấu cần. Đấy. Anh Giang đâu? Giang bọc điều ra nè. Điều gì anh? Chi bạc. Chi bạc 12 năm à? Bây giờ là dành cho buổi tiệc bắt đầu. Đấy, cho hai bên, con bên hai họ là ngồi trình bày nói chuyện các bạn. Hôm nay là hơi có ngại ngùng một tí vì là lâu rồi. Đấy. Đấy. Đấy, diện con viên hai hò đấy. Đấy.